Ok, mình bắt đầu nhá. 100 bạn đã đăng, ôi lại tụt rồi. 100 bạn, 99, 100 đâu rồi? Lên 100 đi các em. 99, mãi vẫn đang 99, 98. Nhanh lên các em ơi, để được 100 bạn nào chưa kịp xe thì ok, 103 bạn rồi. Ok, mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Tối hôm nay là buổi số 2. Buổi số 02 trong chuỗi like lấy gốc. Like lấy gốc hữu cơ của thầy. Like lấy gốc hữu cơ. Mình bắt đầu buổi học tối ngày hôm nay. Các em chú ý rằng là để mà học ổn nhất, lớp 9 học được Ngân Nguyễn nhá. Để mà học ổn nhất thì các em nhớ comment đáp án thật chuẩn xuống phía dưới này. Link PDF thì thầy vẫn để ở trên fanpage cũng như là trên trang cá nhân của thầy. Các em bạn nào chưa có link PDF, các em có thể vào trong hai cái chỗ đó để các em lấy được. Bây giờ mình bắt đầu học buổi học ngày hôm nay nhá. Đấy, bạn fan cứng mà không nhận được thông báo chắc là do em chưa comment được nhiều thôi. Mình bắt đầu nhá. Câu số 1 nè. Hydrat hóa han ken chỉ tạo thành han côn rượu. Han ken đó là, chúng ta phải nhớ hydrat hóa là cộng nước. Được chưa? Thế vậy này, bây giờ này, thầy cho cộng nước anh 20 tin propen, đây là propen này. Thì cộng nước, thì riêng anh 20 tin propen cộng nước nó đã thu được cho ta sản phẩm đầu tiên là CCC này. OH cắm đây là chất thứ nhất. Chất thứ hai là C gạch C. OH cắm bên trên là chất thứ hai. Là đã thu được hai ancol rồi. Đúng chưa? Bút 1N cộng HOH chắc chắn ta lại thu được một anh ancol khác. Là anh này. Vậy là thu mất 3 ancol rồi. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ancol. Và đây bài chỉ yêu cầu 2 ancol. Ý ra sao? Được chưa? Mất gốc hữu cơ thì phải theo dõi bắt đầu từ buổi hôm nay. Lê Nguyễn Thảo Nguyên nhé. Tất cả các bạn mất gốc hữu cơ thì hôm nay theo dõi là ok. Bắt đầu từ hôm nay theo dõi chuỗi live stream của thầy. Các em chú ý chuỗi live stream của thầy vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần. Tối thứ tư hàng tuần. Nhớ chưa? 20 giờ tối thứ tư hàng tuần. Làm mình tiếp nào. IB, IA sai bắt đầu. IB, propen. Propen này. C nối đôi C gạch C cộng HOH thì sẽ tạo thành sản phẩm C gạch OH ở đây là 1. C gạch OH đây là 2. Và tương tự anh bút 2N cộng HOH thì chỉ thu được một sản phẩm C gạch C. Vậy lớn là 1, 2, 3, vứt tiếp. Đúng chưa? Đề nhìn hơi khó. Các em nhìn đề có bị khó không? Lát thôi đúng không? Nào tiếp nào. Ý C này. Eten này. Thầy vẽ Eten cho các em nhìn nhá. Cộng HOH này. Xong live stream thì sẽ ẩn đi thôi. Nên là các em xe lại về tường là ok. Nhá. Để tạo thành CCOH cắm đây là một chất. Bút 2N. Cộng HOH. Để tạo thành. Anh này cũng chỉ thu được một chất duy nhất. Vậy là một chất, hai chất. Đúng là hai ăn kem chỉ thu được hai rượu. Ok, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Chào Nguyễn Hy Hải, chào Phạm Thị Vân. Hello các em. Các em nhớ vừa theo dõi video live stream hơi tối á. Các em nhớ là vừa theo dõi video live stream của thầy, vừa tag các bạn của em vào trong video live stream nhá. Vừa theo dõi video live stream thầy, vừa tag các bạn vào video live stream giúp thầy. Được chưa? Thầy đang xem ở cái này của thầy thì cực kỳ nét. Cực kỳ nét luôn. Xong nhá, xong câu 2. Các em có hiểu câu số 2 không các em? Bạn nào hiểu thì chấm ngay thầy biết để thầy biết nhá. Mình sang câu tiếp theo này. Câu số 2 này. Có 3 chất lỏng. Benzen này, anilin này, styren này, đựng trong 3 lọ. Chào Đặng Xuân Cương. Hello em. Hơi tối à? Thầy chắc là do tay của thầy. Benzen này, thầy vẽ cái benzen cho chúng ta nhìn nhá. Đây là benzen này. Đúng chưa? Anilin anh này. Anh NH2. Styren là anh này. Có C nối đôi C. Được chưa? Đây là đựng riêng biệt, chưa kịp chép phương trình nhá. Thế thì TD Huyền cứ để yên lại, xe lại về tường, thầy sẽ ẩn live stream nhá. Thế nên là các em nhớ là xe lại về tường. Thuốc thử nhận biết 3 chất này. Thế thì dung dịch phenol phthalein thì anh này không màu. NaOH
Không hiện tượng, không hiện tượng, không hiện tượng. Nước brom, các em chú ý nước brom. Nước brom. Benzen không hiện tượng. Anilin kết tủa màu trắng. Styren mất màu. Ok chưa? Brom vào benzen không hiện tượng này. Vào anilin kết tủa màu trắng này. Vào styren mất màu do có đôi CC. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Các em hiểu chưa? Dễ rồi. Cho đề dịch xuống à? À ok, đây thầy cho đề dịch xuống này. Thầy sợ các em không nhìn thấy. Nhá. Mình sang câu tiếp. Mình sang câu tiếp, câu số 3. Câu số 3. Câu số 3. Đây thầy cho đề dịch xuống đây rồi. Bạn nào chưa xem lại về tường thì xem lại về tường giúp thầy nhá. Hello, chào cả nhà. Các em chú ý này, ngày 28 tháng 5 thầy sẽ khai giảng. Thầy sẽ khai giảng lớp offline đầu tiên tại Hà Nội. Lớp offline đầu tiên dành cho 2K2 tại Hà Nội. Nhá. Ngày 25 tháng ngày 28 tháng 5 thì sẽ khai giảng lớp offline đầu tiên dành cho 2K2 Hà Nội. Nên bạn nào mà học thì hãy đăng ký ngay lập tức với thầy. Được chưa? Inbox cho thầy ngay lập tức. Thầy có đăng video livestream, thầy có đăng video livestream lên YouTube em nhá. Thầy có đăng YouTube nhưng mà sẽ chậm hơn đấy. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 3. Câu số 3. Khi brom hóa một ancan chỉ thu được một dẫn suất mono brom duy nhất tỷ khối hơi so với hydro đó là. Brom hóa một ancan à? Brom hóa một ancan. Ancan chúng ta công thức là CnH2n cộng 2 cộng với Br2 chỉ thu được một dẫn suất mono brom duy nhất CnH2n cộng 1 Br. Tỷ khối hơi so hydro là 75.5. Vậy mình có này, toàn bộ phân tử khối này là 14N cộng với 1 cộng với lại 80. Brom là 80 mà thì bằng 75.5 là tỷ khối so hydro. Có nghĩa là D của cái thằng mono brom đấy, X đấy so với hydro thì bằng 75.5. Có nghĩa là nó sẽ bằng là 75.5 nhân 2. Vậy nên chúng ta tìm được N. Đúng chưa? Nào chúng ta cùng bấm này. 75.5 nhân 2 bằng trừ đi 81 bằng chia 14 bằng à, N bằng 5 các em ạ. N bằng 5. Các em cùng comment đáp án xem nào. N bằng 5. N bằng 5 mà chú ý là chỉ thu được một dẫn suất mono brom duy nhất. Ok, TK Phương. Ok, cậu bé lạnh lùng tốt. Mà lại chỉ thu được một dẫn suất mono brom duy nhất. Chỉ thu một dẫn suất mono brom duy nhất thì 3.3 dimethyl hexan này là C5 rồi. Để C6 vứt. Đúng rồi. Isopentan này. Isopentan đáp án B. Chụp đối xứng này. 1, 2, 3, 4 thu được 4 dẫn suất. Vứt. 1 dẫn suất mono brom duy nhất này. 2.2 dimethyl propan rồi này. Đây, C 1, 1, 1, 1 2.2 dimethyl propan này. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Dễ không cả nhà? Cực kỳ dễ dàng. Các em ơi, các em nghe thầy giảng bài này có hiểu không? Bạn nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nhé. Chào Nguyễn Quang Trường, máy tính của thầy mua từ hồi thầy học lớp 8. Nó đi theo thầy tất cả các cuộc kỳ thi. Từ kỳ thi học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 đến các kỳ thi lên lớp, đến các kỳ thi đại học quan trọng nhất của cuộc đời, ví dụ như đề thi đại học, kỳ thi cao học là thầy đều là ở bên cạnh cái máy tính này. Máy tính này nó gắn liền với cuộc đời này. Tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 4 nha. Câu số 4 ở đây thì có một cái giải cực kỳ kinh khủng. Câu số 4 này thì có một cái cách giải cực kỳ kinh điển. Cực kỳ kinh điển luôn, cực kỳ dã man luôn. Bạn nào muốn theo dõi thì chấm ngay để thầy biết. Đấy, Trần Minh Phương hiểu bài rất tốt. Bạn nào muốn đăng ký khóa livestream của thầy thì inbox cho fanpage nhá, để nhận được giá yêu thương nhá. Bạn nào muốn đăng ký khóa full video cũng inbox cho fanpage để nhận được giá yêu thương. Đấy, chúng ta khởi đầu trước là một lợi thế. Lúc nào thầy cũng tụ tìm càng sớm. Ok, TD Huyền. Wow, máy tính thần. Đúng rồi, không phải máy tính thần đâu mà là tại vì thầy quen dùng nó thôi. Mình tiếp nhé, sang câu số 4. Hỗn hợp X. Hỗn hợp X của thầy là gồm gì? Propan là C3H8 này. Propen là C3H6 này. Propin là C3H4 này. Có tỷ khối so hydro là 21.2. Có nghĩa là phân tử khối trung bình của X sẽ bằng hydro, thì mình cứ chú ý là đề bài cho tỷ khối so với hydro là 21.2 nhân 2. 21.2 mà nhân 2 thì bằng 42.4.
42,1, được chưa? Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol thằng này thì tổng khối lượng của CO2 và nước thu được là bao nhiêu? Thế bây giờ chúng ta muốn tìm được số mol CO2, số mol nước, có phải mình cần tìm được số mol của C38, số mol của C36 và số mol của C34 không? Thầy đặt là A, B, C. Thầy có này. Dữ kiện thứ nhất, dữ kiện thứ hai, nhìn thấy không? Hai dữ kiện mà có mấy ẩn? 1, 2, 3, không giải được. Vậy mình cần gạch đi một ẩn để giải được, gạch phứa một ẩn đi để giải được. Vậy thì sẽ có hệ này, phương trình nhất A cộng B bằng 0,1. Phương trình thứ hai, phân tử khối trung bình thì bằng 42,4. Để cho tính toán nhẹ hơn thì thầy tìm khối lượng của này bằng 0,1 x 42,4 nhá. Bảo toàn khối lượng này, anh này thì bằng bao nhiêu? C38 là 12 x 3 cộng 8 bằng 44. 44A cộng cái này là 42B thì bằng 42,4 nhân với lại 0,1, bởi vì là phân tử khối trung bình nhân với lại số mol mà. Vậy đây thì có hệ phương trình này thì tìm được AB. A bằng 1, B bằng 1 này, 0,1 bằng này, 44 bằng này, 42 bằng này, 4,24 bằng này. A bằng 0,02, B bằng 0,08. A bằng 0,02, B bằng 0,08. Nên nhớ rằng đây là chu kỳ tô dành cho các tim bật gốc. Đấy, là mình có này, bảo toàn carbon này, 0,02 x 3 cộng 0,08 x 3 thì bằng 0,3. Bảo toàn hydro này, 0,02 x 8 0,02 x 8 cộng với 0,08 x 6 bằng 0,64 chia cho 2, 0,32. Vậy đây thì tìm được khối lượng của CO2 và nước. Khối lượng CO2 nước bằng 0,3 x 44 cộng 0,32 x 18 bằng 18,96 gam, 18,96. Đáp án đúng đáp án B. Đây là một cách dành cho tất cả các bạn mất gốc. Các bạn mất gốc có hiểu chưa? Hiểu chứ? Bạn nào hiểu chấm cả. Hello Nguyễn Phạm Thiện Hảo, chào em. Chào cả nhà. Bạn nào chưa xe này về tường xe ngay đi nhá. Lát nữa là thầy ẩn video livestream rồi đấy. Bạn nào chưa xe thì xe được nhanh lên, không là tí nữa thầy ẩn đấy, ẩn là mất hút luôn. Thế bây giờ thầy có cách khác của câu này, thầy có thích không? Sao lại gạch C34? À, thực ra về mặt bản chất em thích gạch C34 hay C36 hay C38 đều được Lê Cường nhé. Em thích gạch thằng nào cũng được, gạch một trong ba thằng này là ok hết. Thầy có cách khác giải nhanh hơn một chút. Câu số 4. À, tại vì là đấy là một trong số những chiêu của thầy. Đây là chiêu đếm ẩn và từ nay về sau các em sẽ gặp được rất rất nhiều. Thầy có câu 4 cách khác. Cách số 2 của 4. Vẫn tỷ khối là 21,2, vậy đó là 42,4. Propan là C3H8, propen là C3H6, propin là C3H4. Bây giờ mất gốc thì em cày thầy thì nếu mà cực kỳ cố gắng em vẫn có thể lên được 7-8 chỉ nhá, Văn Hoàn nhá. Nhưng Văn Hoàn giữ mất gốc, thằng chém gió, đánh ở trận rồi, đánh cho to đầu rồi, 0-1. Thế thật em nhìn cho này, nhìn kỹ này, nhìn kỹ này. Đây là C3, đây là C3, đây là C3. Vậy anh này là C3HA, thì đọc là C3HA. Phân tử khối 42,4. 42,4. Vậy nên thì tìm được A bằng. Lấy 42,4 trừ đi 12 x 3 trừ 12 x 3 bằng 10,6. 42,4 đúng không? Phân tử khối trung bình mà. Còn này bằng 21,2 x 2 thì bằng 42,4. 42,4 mà trừ đi 12 x 3 trừ đi 12 x 3 6,4. A bằng 6,4. Vậy thầy có thể coi cái hỗn hợp này là chính là C3H6,4 cộng oxy 0,1 mol để thu được CO2 0,3, 0,1 x 3 mà 0,3 mà H2O 0,1 x 6,4 chia 2 bằng 0,32. Và chắc chắn lấy 0,3 x với 44 cộng 0,32 x 18 chúng ta cũng thu được đáp án là đáp án B. Được chưa? Các em hiểu cả hai cách này không? Có một cách là cách dành cho các mất gốc, một cách thứ hai là cách dành cho tất cả các bạn. Đấy, bạn nào mà hiểu thì chấm cái để thầy biết nhá. Bạn nào thầy hiểu thì chấm cái để thầy biết. Bạn nào chưa share video live stream lại tường thì nhớ share lại về tường, không tẹo nữa thôi là thầy ẩn video live stream thì là mất hút nhá. Nhân tiện đây thì cũng thông báo các em là ngày 29 tháng 5 là thầy khai giảng lớp offline. Khai giảng lớp offline đầu tiên. Lớp offline đầu tiên học chương trình 12 tại Hà Nội dành cho 2K2.
Bạn nào mà ở gần thì có thể đến học tại đây để gặp trực tiếp được thầy. Đấy, bạn nào mà ở xa thì có thể đăng ký khóa học live VIP nha. Live VIP thì cũng gần tương tự như là offline rồi. Mình tiếp tục này. Các em sẵn sàng chưa? Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 5 này. Câu số 5 này. Số đồng phân hydrocarbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10. Ui, hôm nọ mà 2K1 của thầy theo dõi thầy live stream mà gần được 500 xe. Hôm nay không biết 2K2 có cố gắng lên được 500 xe không. Bạn nào mà chưa xe thật kinh khủng này. Em không hiểu lắm nhưng cố gắng để cày. Đúng rồi, chính xác. Nguyễn Văn Trường, xe video live stream lại về tường nhé. Em chỉ cần xe video live stream lại về tường thôi là lúc mà em xem lại là em có thể xem lại được, là hiểu ngay. Cái này của thầy phải xem lại nhiều thì mới nhừ được. Ui, mãi mà được có 155 xe. Khó đi quá, không hiểu là mà không hiểu lắm thì phải xem theo dõi lại nhá. TD Huyền cứ theo dõi lại đi, làm đi làm lại thật nhiều em. Mình có câu tiếp theo, câu số 5. Số đồng phân hydrocarbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10. Số đồng phân hydrocarbon thơm ứng công thức phân tử C8H10 này. Rất nhiều bạn fan cứng trả lời đúng này. Các em comment đồ, các em cứ comment, cố gắng comment trả lời đi. Nếu mà sai thì một lần sai là một lần nhớ. Còn nếu mà đúng thì càng tốt, còn nếu mà sai thì nó cũng càng tốt hơn. Như vậy thì mới giúp cho các em hiểu bài được nha. Lớp live VIP học phí lớp live VIP cho cả năm học thầy là 500.000 em nhá. Cả năm học thầy, cả một năm học đến lúc thi là 500.000. Thầy muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn ở trên toàn bộ cả nước nên là thầy chỉ lấy học phí 500.000 thôi. Đó, câu số 5, số phân hydrocarbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10. Chúng ta chú ý C8H10 này. Thì đây nó để viết. Đây là C6 chưa? Còn 2 C carbon chia lên, đây là phân số 1. Đúng không? Tiếp tục này. Đồng phân số 2 này, nhìn kỹ này. Đồng phân số 2 này. Cắm một carbon đây này thì nó có trục đối xứng đúng không? Cắm lên đồng phân số 2, cắm một carbon vào đây đồng phân số 3, cắm vào đây đồng phân số 4. Nếu cắm vào đây thì trùng với thằng 3. Nếu cắm vào đây thì trùng với thằng 2. Vậy thì có 4 đồng phân hydrocarbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, dễ không các em? Khủng hơn được mà các em viết rất rất nhiều. Các em mà viết ra thì đến ngày này đến bao giờ khủng được. Hay ai Lê Cường lấy gốc hóa vô cơ thì cứ chuẩn bị đi, sang lớp 12 thầy sẽ live stream cho em lấy lại gốc hóa vô cơ. Còn bây giờ đang học hóa hữu cơ thì mình cố gắng để cày hóa hữu cơ nhá. Có đề khó hơn, có rất nhiều đề khó hơn của thầy. Nhưng bây giờ tối nay là tối để thầy dạy lớp lấy gốc mà em. Lớp lấy gốc thì mình làm những đề này như vậy thôi. Đấy trung nghiệp ạ. Còn lại nếu mà trong khóa live VIP của thầy thì có rất nhiều câu. Có trong khóa live VIP của thầy là thầy sẽ dạy cho các em từ kể cả tài liệu có cả sách luôn. Thì là từ mức độ nhận biết, mức độ thông hiểu, mức độ vận dụng đến kể cả vận dụng cao đều đủ hết. Nào mình sang câu tiếp theo này. Câu số 6. Isopentan tác dụng với clo theo tỷ lệ số mol 1:1. Số sản phẩm mono clo tối đa thu được là bao nhiêu? Isopentan là anh này. Đây đúng không? Tác dụng với clo theo tỷ lệ mol 1:1 thì số sản phẩm mono clo tối đa thu được. Chúng ta biết anh này là đối xứng nhau đúng không? Hai này giống nhau. Vậy hoặc clo cắm đây là 1, cắm đây là 2, cắm đây là 3, cắm đây là 4. Đúng chưa? Còn nếu cắm đây thì tương tự thằng 1. Vậy tổng cộng có 4 đồng phần. Đáp án đúng đáp án B. Hello Trần Minh comment rất là đúng. Đấy. Bạn Trần Minh khá ổn. Rồi, Thức Phùng cũng chính xác, rất tốt. Lê Trung Hiệp chính xác, rất tốt. Cậu bé Lạnh Hùng cũng chính xác luôn, rất tốt. Mình sang câu số 7 nhé các em. Mình sang câu số 7 nè. Phạm Văn Đức vào học đi nhá, không lười học nhá. Phạm Văn Đức share vào trong nhóm chat của lớp mình với. Ok, câu số 7. Hydrocarbon mạch hở X. Ồ, đội 2K2 này lười thế nhỉ. Rất là lười comment đáp án nhá. Comment đáp án nào để thầy xem nào. Bạn nào chưa xem này về tường thì xem thật nhanh về tường nhá. Không tí là thầy ẩn. Thầy ẩn video live stream đi đấy, là không nhìn thấy gì đâu. Mất hút con mẹ hàng luôn. Nào mình có tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 7. Hydrocarbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết sigma nhá. Và có hai nguyên tử carbon bậc 3 trong phân tử đốt một thể X sinh ra 6 CO2. Một thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2, suy ra số nguyên tử carbon bằng 6 chia 1 bằng 6. Được chưa? Chỉ chứa liên kết sigma. Tương đương nó là anken, là ancan. Hai nguyên tử carbon bậc 3. C. Đây, thằng này bậc 3, thằng này bậc 3. Ok chưa? Tác dụng với clo. Số dẫn xuất mono clo tối đa sinh ra được. Trục đối xứng này. Thế là có nghĩa ba anh này giống ba anh này. Trục đối xứng này, anh này giống nhau. Vậy là
1 thì đây là 1, thì đây là 1, thì đây là 1, 2, 2. Vậy là thu được 2 sản phẩm. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Thì thấy có rất nhiều bạn comment đúng. Sâm Nguyễn này, cậu bé lạnh lùng này, Trần Trinh này, Ngân Di này, Thức Phùng này, Lâm Đan này, Tuyên Dương, tất tần tật các bạn này đã comment đúng chính xác. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Có sang câu tiếp theo, câu số 8. Các em và các em chú ý là chuỗi live stream lấy gốc. Live stream lấy gốc. Live lấy gốc hữu cơ hay là chắc gốc hữu cơ. Lấy gốc hữu cơ của thầy là vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần. Tối thứ tư hàng tuần. Nhớ nha. 20 giờ tối thứ tư hàng tuần. Chưa, vẫn còn phải lấy gốc còn chán. Cứ bình tĩnh nha. Câu số 8. Câu số 8. 3 hydrocarbon. Câu số 8. 3 hydrocarbon XYZ là đồng đẳng kế tiếp. 3 hydrocarbon XYZ là đồng đẳng kế tiếp. Khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các em chú ý này, nhìn nó thấy dài này. X Y Z. Do 3 thằng XYZ là đồng đẳng kế tiếp nên mình có này, thằng Y hơn là X 14 đơn vị carbon. Thằng Z hơn thằng Y hơn 14 đơn vị carbon. Vậy suy ra thằng Z hơn thằng X, 14 cộng 14 bằng 28 đơn vị carbon. Đúng chưa? Nhìn chưa? Tiếp tục này. Vậy thầy sẽ được là phân tử khối của Z trừ đi phân tử khối của X thì bằng 28. Thứ hai, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X, có nghĩa phân tử khối của Z thì bằng 2 lần phân tử khối của X. Đến đây mình giải hệ này, mình tìm được phân tử khối của X thì bằng 28, phân tử khối của Z thì bằng 56. Được chưa? Được chưa? Thế thì với X bằng 28 này, Z bằng 56 này, thì X chỉ có thể là C2H4, Z chỉ có thể là C4H8 và Y chỉ có thể là C3H6. Và ba thằng này thì đều thuộc dãy đồng đẳng của thằng nào nhỉ các em nhỉ? Anken, chính xác. Nguyễn Hải Yến đúng, Luân Thành Nguyễn đúng, Trần Minh đúng, cậu bé lạnh lùng đúng, Phạm Thị Vân đúng, rất tốt, Thức Phùng đúng, anh Đoàn đúng. Thầy live stream ăn hít, từ từ Phạm Mát Đức nhá. Từ từ thầy mới live stream ăn hít. Phạm Mát Đức xe về tường chưa? Thành viên lớp offline của thầy đấy, xe về tường chưa? Mình có sang câu tiếp theo, câu số 9 lớp offline của thầy học rất là kinh. Câu số 9, dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. Thầy vẽ nhá. Styren. Styren. C6H5 ok được. Clorobenzen. Không được, vứt anh clorobenzen đi. Đúng chưa? Tiếp tục. IB này. 1,1,2,2 tetra fluoreten, eten đây. 1,1,2,2 clo eten được, có nối đôi được. Propylen nối đôi được tiếp. Styren, đây styren này được tiếp. Vinin clorua CH2 nối đôi CHCl. Anh này được sử dụng để làm gì nhỉ? Để trùng hợp ra chất dẻo. Được tiếp. Vậy thì được là đáp án đúng là đáp án B. Đáp án C loại toluen. Đáp án D loại cumen. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B nha các em nha. Ui dồi ôi, nhiều bạn nhầm chưa này. Thu Phương bị nhầm này, không sao cả em ạ. Một lần sai là một lần nhớ nhá các em nhá. Không có vấn đề gì hết. Mình sang câu tiếp theo, câu số 10 này. Câu số 10 này. Câu số 10 cũng là một câu dễ thôi, không có gì khó đâu nhá. Câu số 10 này, các em cùng comment đáp án nhá. Cho hydrocarbon X phản ứng với brom trong dịch theo tỷ lệ mol 1:1, thu được chất hữu cơ X chứa brom về khối lượng. Khi cho X phản ứng với HBr thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Nhìn này, X tác dụng HBr thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Điều này khiến thầy nghĩ đến thằng X và thằng anken. Đấy, A là anken, C là anken, D là anken. Và anken đó là CnH2n cộng với brom là Br2, thì ta thu được là CnH2n Br2. Đề bài nói chúng ta là nó có 74,08 74,08% brom về khối lượng. Vậy có nghĩa ta sẽ được là T2 brom này 80 x 2 này chia cho này, phân tử khối là 14N cộng với 80 x 2 này bằng 74,08 là 0,7408. Đến đây chúng ta tìm được N luôn. 80 x 2 chia cho 0,7408 bằng 215,9. Vậy mình có 14N cộng với 82 thì bằng 216. Vậy mình có 216 trừ đi 82 bằng chia 14 bằng. Ơ bị lẻ à? Sorry các em, hình như thầy bị nhầm ở đâu.
74,08% brom về khối lượng, vậy là 160 chia cho 0,7408 bằng 216 thật. 216 mà trừ đi 80 x 2 là 160. Chia 14, vừa nãy thì tính nhầm. 42. Sorry, 56 chia 14 bằng, thì bấm nhầm đấy, 4 là bằng 4. N bằng 4 các em ạ. N bằng 4 vậy suy ra này là C4H8 đúng không? C4H8. C4H8 mà lại vậy bỏ ngay cyclopropan, bỏ ngay propen đúng không? Bỏ ngay hai thằng này đi. Khi bỏ hai thằng này đi rồi thì HBR thu được hai sản phẩm hữu cơ, Butadiene mà cộng với HBR thì mình có C chia hai cái vạch ra đây. Brom cắm đây hay cắm đây đều như nhau. Vậy chỉ thu được một sản phẩm. Vậy loại Butadiene. Vậy đáp án đúng chúng ta là Butadiene. Được chưa? Butadiene thì viết nhầm 80 x 2. Cảm ơn Ngân Di nhá. Butadiene thì viết cho chúng ta xem là Butadiene tại sao lại vậy nhá. Butadiene này. Butadiene này. Cộng với brom HBR này. Thì có phải không? Nó tạo ra này. Hoặc nó đụng hoặc brom cắm đây. Hoặc brom cắm đây. Mà cắm đây là sản phẩm chính đúng không? Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Nha, Trung Herocast chính xác, Nguyễn Thị Bảo Hà chính xác, Trung chính xác, cậu nghe lạnh lùng chính xác. Mình sang câu tiếp nào. Câu số 11. Các em ơi, cái không biết là thầy có nên tổ chức một cái vụ là vụ ghép đôi học tập không nhỉ? Bao nhiêu bạn là muốn thầy tổ chức một cái vụ gọi là vụ mang tên là ghép đôi học tập chấm các thầy biết. Các em thấy có hay không? Bạn nào hứng thú với vụ ghép đôi học tập? Thế nó dự tính là cái vụ ghép đôi học tập này sẽ là một nam và một nữ. Đấy, thế là mình học xong, thi đỗ đại học xong, xong mình yêu nhau luôn. Được không? Các em thấy cảm giác là thú vị không? Bạn nào thấy thú vị 1.1 xe này. Nào mình tiếp tục nhá. Nào mình cùng lên xe buýt. Mình tiếp tục nhá, sẵn sàng chưa? Mình tiếp tục này. Câu số 11. Alken X hợp nước tạo thành 3 etin pentanthaol. 3 etin pentanthaol, đây pentan này. 3 etin này. 3 ol này. Thế vậy thì để mà hợp nước như vậy thì nó chỉ có thể là này. Vẫn giữ nguyên khung mạch. Đây, nối đôi nằm ở đây. Đánh số 1 2 3 4 5. Đúng chưa? 1 2 3 4 5. Vậy này chỉ có thể là gì? Bietin này, pentor này, 2N. Bietin pentor 2N. Đáp án đúng đáp án đây. Em Trung chưa có người yêu khổ thân, ghép đôi lớp on chính xác Trần Duy Anh. Thế đang suy nghĩ vậy, các em thấy nào ổn không? Ghép đôi lớp on. Ok, mình sang câu tiếp theo này. Câu số 12 nhá. Câu tiếp theo, câu số 12. Câu số 12. Cho buta 1,3 điên phản ứng cộng với brom. Cho buta 1,3 điên phản ứng cộng với brom theo tỷ lệ mol 1:1. Buta 1,3 điên. Câu này hay đấy, câu này hay các em ạ. Không biết bao nhiêu bạn có nhớ kiến thức này khéo quên gần hết rồi. Nó thể làm nhá. Buta 1,3 điên đây này. Mà cộng với brom theo tỷ lệ mol 1:1 thì ta có đầu tiên là sản phẩm cộng 1,2 này. Cộng 1,2 này. Nối đôi đằng sau vẫn giữ này. Brom cắm đây này. Brom cắm đây này. Và sản phẩm cộng 3,4. 3,4 là gì? Nối đôi nằm giữa. Brom cắm hai đầu. Đề bài nói đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học. Vậy phải xét cả đồng phân hình học nữa. Kiến thức 12 chắc là vài hôm nữa em ạ. Tầm 3 sau 3 4 buổi livestream nữa. Hôm nay hydro carbon này, buổi sau về ancol này, phenol này, buổi sau nữa về anhít ceton, hai buổi nữa thôi. Sau hai buổi ta sang buổi thứ 3 chúng ta sang 12, Nguyễn Bảo Tiền nhá. Thế thì dễ bị cắm sừng lắm, không sao cả. Phải tin tưởng chứ. Bao giờ 3 buổi nữa Vũ Minh Đức nhá. 3 buổi nữa mình sang chương trình lớp 12. Được chưa? Thế vậy ở đây này. Anh này có đồng phân hình học đúng không các em? Đúng chưa? Thế vậy này, 1 2 3 3 thằng. Đáp án đúng đáp án D, lại tình chính xác, cậu bé lại lùng chính xác, Kim Mỹ chính xác. Chứng tỏ team mà đang theo dõi thầy dạy này rất nhiều bạn học giỏi nhỉ. Đấy, thầy biết mà. Hết hè rồi, 3 buổi nữa gì đã hết hè, còn khuya. Câu 13. Mình phải chắc gốc thì mình mới chiến đấu lên được những phần khác. 13. Cho các biểu sau, số các biểu đúng là. Số các biểu đúng là. Nào comment xem nào, câu 13 đáp án gì. Câu 13 đáp án gì? Khi một khi đã về team thầy, chúng ta phải giải đúng full 24 câu trắc nghiệm lý thuyết. Nhớ nhé, một khi đã về team của thầy Minh Berlin, chúng ta phải đúng full
124 có trắc nghiệm lý thuyết. Nào mình có câu 13. Đốt cháy hoàn toàn bằng hydro carbon X bất kỳ nếu thu được số mol CO2 bằng số mol nước thì X là ancan. Sai. Nó có thể là cycloancan đấy. Vậy là ai sai? Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có carbon. Chính xác. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết có ngoại trị. Chính xác. Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân nhau. Sai. Khác nhau cùng phân tử khối, ví dụ thằng này nhá, C2H4O2 đúng chưa, và C3H8O đều bằng phân tử khối bằng 60 đấy. Sai. Nó phải có cùng công thức phân tử với nhau thì gọi là đồng phân, được chưa? Lớp lò xuân khởi buổi sau học chương trình 12 nhá, Trần Duy Anh. Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định. Sai. Thường xảy ra chậm, đúng chưa? E sai. Vậy số này đúng, B, C đúng. Đáp án đúng chúng ta đã bảo B, Thức Phùng chính xác, Lê Kim Yến đúng, Trần Minh đúng, rất tốt, chính xác. Câu 14 ạ. Câu 14. Số đồng phân cấu tạo của C5H10 mạch thở phản ứng được dung dịch brom. C5H10 mạch thở phản ứng được dung dịch brom xem nào. C5H10 mạch thở. Mạch thở nhá. Vậy là anken rồi. 1 2 cấu tạo cũng sẽ bình học. Số xứng này 3 4 5 này. Anh này phun hóa trị rồi. Không điền nối đôi nữa. Vậy có 1 2 3 4 5 thôi. 5 đồng phân cấu tạo của C5H10 mạch thở mà phản ứng dịch brom 5. Dễ không? Cháy nốt buổi tới là xong, Trần Duy Anh nhé. Nốt buổi tới xong, nốt buổi tới học xong cháy với lại là sang thằng hữu cơ lớp 12 luôn. Trần Duy Anh ạ. Câu 15. Câu 15 thứ hai này. Hydro hóa hoàn toàn hydrocarbon mạch thở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có để có của X là. Bạn nào chiếc xe lại về tường thì ngay lập tức xe lại về tường nhá. Không tẹo nữa thầy mà ẩn xe đi thì không có tài liệu để học đâu. Khổ thân kem lắm nhá. Nên là bạn nào chiếc xe thì xe thật nhanh lại về tường đi. Mình có tiếp tục. Kem này kem nghe thầy giảng câu 14 có hiểu không? Bạn nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nhá. Em nghe thầy giảng câu 14 đã có hiểu không? Các em ăn cơm xong chưa? Thi điểm cao không? Nào mình có tiếp tục này. Câu số 15. Hydro hóa hoàn toàn mạch thở X thu được isopentan. Thì isopentan là anh nào? Đây. Khi mà hydro hóa thì cái mạch khung của nó phải giữ nguyên. Đây isopentan. Vậy này, phải có này. Nếu mà có một đối đôi CC thì sẽ có một đồng phân này. 2 này, 3 này. Đúng chưa? Thế nếu mà có hai đối đôi CC. Hai đối đôi CC nhá. Thì một đôi cắm đầy, một đôi không thể cắm đầy nữa. Đây là thằng số 3 này. Vẫn hai đôi CC. Nó đồn đây, thằng này thằng số 4 này. Đúng chưa? Một liên kết 3. Nhìn kỹ nha. Thằng này không điền 3 được, thằng này không điền 3 được, thằng này không điền 3 được. Thằng này thằng số 5 điền 3 được. Đấy chưa? Bạn nào mà tô 5 mà chết, chúng ta vẫn còn một thằng nữa. Chính anh này thì vẽ cho chúng ta nhìn. Nối đôi cả nối 3 đầu đây. Hai thằng số 6. Vậy tổng cộng hydro hóa hoàn toàn hydrocarbon mạch thở X thu được isopentan, số công thức cấu tạo của nó là có 6. Anh này cộng hydro cũng được isopentan. Anh này hai này cộng hydro cũng được isopentan. Anh này cộng hydro cũng được isopentan và anh này cũng được isopentan. Tổng cộng là 6, chính xác. Đức Thức Phùng chính xác 6, rất tốt. Đấy, rất ít bạn làm được đúng câu này, câu 15 chúng ta có 6. Chính xác luôn, bạn Thức Phùng làm rất là tốt luôn. Tiên Dương và Thức Phùng. Một tràng vào tay cho bạn Thức Phùng trước. Ok, 6, đáp án đúng đáp án. À, chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 16 nha. Câu số 16 à. Cho các chất cumen, styren, cyclohexan, acetylen, benzen. Số chất trong dãy là mất máu dịch brom. Cumen không? Đúng không? Mất gốc nặng quá, em chăm chú coi like nãy giờ vẫn không hiểu gì. Hello Lê Nguyễn Thảo Nguyên, thế thì em inbox cho fanpage ngay lập tức nha. Lê Nguyễn Thảo Nguyên, những bạn nào mà từ nãy giờ mà xem vẫn chưa hiểu gì thì phải inbox ngay lập tức cho fanpage nhá. Đấy, em thấy không, các bạn trả lời ầm ầm và ào ào như vậy cơ mà. Inbox cho fanpage xong bảo các bạn cũng mất gốc như em, inbox cho fanpage ngay lập tức nhá, để thầy còn có thể cứu được, chứ còn một năm nữa thôi. Cumen không, styren có, isopren có, cyclohexan không, acetylen có, benzen không. 1 2 3 anh. Đáp án đúng đáp án B. Ô, chết. Cảm ơn Mỹ Nhi. Đấy nhá.
Cumen không, styrene có, isoprene có, acetylene có nhá. Còn lại mấy thằng này không? À, các em ơi, thầy bảo này, các em chú ý rằng là cái chuỗi live stream này của thầy là vào tối thứ tư hàng tuần và thầy luôn luôn đăng đề lên sớm cho các em. Chính vì vậy nên các em phải theo dõi fanpage của thầy liên tục. Bạn nào chưa đọc xem trước, chưa đọc theo dõi, chưa tương tác nhiều thì nhớ phải tương tác thật nhiều vào để mà còn nhìn thấy được đề, để mà còn làm trước. Làm trước thì tí nữa cái buổi live stream tối thứ tư của thầy mới gọi là ổn nhất dành cho các em, mới đạt hiệu quả cao nhất. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 17 nhá. Hydrat hóa 2-metin-but-2-en. Đây là but-2-en này, 2-metin này. Hydrat hóa là cộng nước HOH thì ta thu được C OH đính vào vị trí carbon cao hơn. Đây. Vậy sản phẩm chúng ta là 1 2 3 4 2-metin. 3-metin vứt đi, 3-metin 2-metin. Butan 2-on. Đáp án đúng đáp án C. À, công thức của cumen đây nhá em nhé. Công thức của cumen là anh này. Đây là anh cumen này. Cumen chính là isopropylbenzen. Đây là cumen. Đây là cumen nhé cả nhà. Chỗ nào không hiểu hỏi thầy ngay. 17 đáp án C chính xác. TK Phương, Nguyễn Đại Yến, Trần Minh. Rất chính xác. Mình sang câu tiếp theo, câu số 18 à. Câu số 18 này. Khi được chiếu sáng, hydrocarbon nào sau đây phản ứng thế với clo theo tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 dẫn xuất mol của clo. Isopentan nhá. Isopentan xem anh này thu được bao nhiêu dẫn xuất. Chúng tôi xứng 1 2 3 4 vứt. Pentan xem nào. Chúng tôi xứng 1 2 3. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Thầy ơi, Đắk Lắc mưa to nói lên eo thầy đau họng lắm, Nguyễn Bảo Tiền ạ. Hổ thân, một chấm cho Đắk Lắc. Đắk Lắc xe lại về tường xong rồi theo dõi lại tay để viết nhá. Đắk Lắc ạ, cố lên. Gắng lên em. Câu tiếp theo, câu số 19. Câu số 19 nào. Cho 3,36 lít khí X hydrocarbon X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong loại 3 thu được 36 gram kết tủa. Ui câu này dễ này. Hydrocarbon X CXHI số mol bằng 0,15 này. Phản ứng hoàn toàn với AgNO3 trong NH3 thu được 36 gram kết tủa. Kết tủa chắc chắn số mol là 0,15 mà 36. Suy ra ta tìm được phân tử khối của kết tủa bằng 36 chia 0,15 thì bằng 240. Đúng chưa? 240 ấy thì nó chỉ có thể là anh nào? C2 AG2 bằng 240. 12 nhân 2 cộng 108 nhân 2. Được chưa? Và C2AG2 để tạo thành nó qua GNO3 trong lớp 3 chỉ có thể là C2F2. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. CA đại, cậu bé đại đúng đúng, Phạm Mắt Đức đúng, Lê Đình Kim Yến đúng, chính xác, rất tốt. Ok. Chúng ta có sang câu tiếp theo nào. Câu số 20 nào. Câu số 20 nào cả nhà. Trong các chất sau, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hydro. Em lưu ý, cộng hydro thì nó chỉ cần có liên kết pi C là có thể cộng được hydro nhá. Vậy mình có này. Styren có, acid acrylic có, acid acetic không, vinyl acetylene có, butan không. Vậy mình có styren là 1, acid acrylic là 2, vinyl acetylene là 3. Đáp án đúng đáp án này. Thì viết chúng ta acid acrylic nhá. Đây này. Đây là acid acrylic có nối đôi CC. Thỏa mãn. Styren đúng không? Anh ta viết rồi. Vinyl acetylene. Vinyl acetylene là anh này. Có đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 3 nhá. Đây là mình sang câu 20 rồi. Thế bảo này, những bạn nào mà chưa hiểu ấy, mà xem buổi live stream ngày hôm nay mà không hiểu ấy, thì là cực kỳ đáng báo động nhá. Báo động đến mức như vậy thì các em cần phải inbox ngay lập tức cho fanpage của thầy nhá. Bạn nào có điều kiện thì đăng ký khóa full live stream và full video để mà có thể học tốt hơn. Chúng ta còn tận 1 năm nữa cơ. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Điều không thể thành có thể. Thế bây giờ mình có tiếp tục này. CH2X để tạo thành CH3COH. Thế thì thằng X này CH2 thì nó chỉ có thể là cộng với gì? Nó chỉ có thể cộng với nước để tạo thành CH3CHO. Từ CH3CHO tạo thành CH3COH nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em ạ. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 22 là chất nào dưới đây khi phản ứng HBr HCl thì thu được sản phẩm chính là 2 clobutan. Acid acetic không cộng hydro em nhá. Acid acetic đây này. CH3COOH không cộng hydro tại vì C nối đôi O của COH không cộng hydro nhá. Thu Hà vào muộn à. Thế thì sẽ lại về tường trong một tí nữa học sau nhá. Trần Trinh hiểu chưa em?
Mình tiếp tục này, sang câu 22 này. Sang câu 22 này. Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl? Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là 2-clorbutan. 2-clorbutan nhé. Đây là butan này. 2-clorbutan này. Vậy để thu được sản phẩm chính ấy, chú ý cụm từ là sản phẩm chính, thì nó chỉ có thể là anh này. Đúng chưa? But1n. 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 Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, hello đấy, Phạm Mắt Đức comment rất đúng, rất tốt. Thức Phùng tốt. TK Phương tốt, rất rất tốt. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe thử nhanh lại về tường nhá. Không tí thầy like xong rồi thầy ẩn xe đấy. Là không có tài liệu để học đâu. Mình sang câu tiếp theo, câu số 23 nào. Câu tiếp theo câu số 23. Cho các chất sau, có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí hydro dư? Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với hydro dư thì tạo ra butan? Thầy viết để chúng ta nhìn nhá. But1n. But1n. Cộng hydro tạo butan. Butan được. But1in. Cộng hydro được. Butan 1,3dien. Mình chỉ cần mạch khung nó là oxy là được. 1 2 3 4 thỏa mãn được. Vinyl acetylene. Vừa viết xong. Được. Nhưng isobutylene thì không được. Các em biết tại sao không? Tại iso để isobutylene này, anh này thì nó không phải là mạch thẳng nên nó không thể ra được là thành butan được, mà nó chỉ ra thằng gì này? 20-tin propan. Alen. Alen không được. Alen là cụm từ để chỉ chung tất cả những cái thằng mà là alkaline. Được chưa? Vậy mình chỉ có gì? But1n, but1in, buta1,3dien, vinyl acetylene. 1 2 3 4. Chỗ này thì thầy muốn nói với các bạn là hóa học rất quan trọng ở phần thuộc tên chất. Bạn nào mà chưa kịp thuộc tên chất thì phải học thật nhanh lên. Nếu không lớp 12 nát bét. Nát bét luôn. Mình có sang câu tiếp theo. Mình sang những câu này là những câu bắt đầu mà có độ khó hơn một chút rồi. Mình sang câu tiếp theo, câu số 24. Hydrat hóa 5,2g acetylen C2H2. Mình tìm được số mol của nó mà. 5,2 chia 26. 0,2 mol. Trong môi trường axit đun nóng là cộng HOH đấy. Để thu được CH3 CHO. Thì đặt số mol anh này phản ứng là A. Đây là ban đầu nhé. Thì phản ứng là A mol. Thì thu được thằng này là A. Vậy mình có sau phản ứng là 0,2 trừ A. Anh này A. Lưu ý rất nhiều bạn quên này. Nhiều bạn chỉ tưởng có thằng CH3 CHO tác dụng AgNO3 trong đoạn bài. Đó là các bạn quên một điều. Là cả anh C2H2 và cả anh CH3CHO đều tác dụng với AgNO3 trong NH3. CH2 cộng AgNO3 trong NH3 thì tạo thành C2Ag2. Còn CH3CHO thì tạo thành Ag. Số mol CH3CHO là A. Một thằng chó thì sinh ra 2 bạc 2A. Số mol của CH2 bằng 0,2 trừ A thì bảo toàn là bằng 0,2 trừ A. Khối lượng kết tủa đây bằng 44,16. Nhìn chưa? Vậy ở đây mình sẽ được suy ra mình có 44,16 bằng 240 nhân với 0,2 trừ A cộng 108 nhân 2A. Vậy đây mình được này. 240 nhân 0,2 bằng 48 trừ 240A cộng 216A bằng 44,16. Vậy đây mình được 48 trừ 44,16 3,84 thì bằng 240 trừ 216 bằng 24. Vậy mình tìm được A luôn nhỉ. Mình tìm được A luôn. Mình tìm được A luôn bằng bao nhiêu? 3,84 chia 24. 0,16. A bằng 0,16. A bằng 0,16. Vậy thì tìm được hiệu suất bằng 0,16 chia 0,2 nhân 100% thì bằng 80%. Đúng không? Ui, nhiều bạn comment đáp án gì đấy? C á, chết rồi, chết hết. 80% các em nhá. Rất nhiều bạn bị nhầm quên hai này nên là tô nó là 92%. Đúng không? 16 chứ 0,2 cơ mà. A bằng 0,16 cơ mà. Đúng không? A bằng 0,16 mà chia cho 0,2. 0,16 chia 0,2 thì nó phải bằng 80% chứ. A à, Trần Bình chính xác, rất tốt em. Đấy, có rất rất nhiều bạn bị lừa ở câu này. Cực kỳ nhiều bạn bị lừa. Thức Phùng chính xác. Mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 26.
Câu tiếp theo, câu số 26. Hỗn hợp khí X gồm ethylene, metan, propin, diminacetylene. Câu này cũng rất là kinh, với một cách giải lại kinh điển của thầy. Các em quan sát nha. Ethylene C2H4, metan CH4, propin C3H4, vinylacetylene C4H4. Có tỷ khối so với hydro là 17. Vậy đây là X, DX so hydro bằng 17. Suy ra phân tử khối trung bình của X bằng 17 nhân 2 bằng 34. Ok, tiếp tục nha. Đốt cháy hoàn toàn 0,05, rồi hấp thụ. Đây, ta thu được CO2 và nước, rồi hấp thụ vào bình xe mát này lần dư, thì khối lượng bình tăng lên m gam. M bình tăng chính bằng m CO2 cộng m nước. Em quan sát nha. Vậy muốn tìm anh này thì đặt là A, B, C, D. 1, 2, 3, 4 ẩn. 1 dữ kiện, 2 dữ kiện. 2 kiện thì tôi quyền gạch đi. Hai, thì gạch phứa hai thằng đấy đi. Thì được này. A cộng B bằng 0,05. Biết số mol, biết phân tử khối. Thầy có khối lượng bằng 28A cộng 16B bằng 34 nhân 0,05. Đến đây là tìm được AB. 1 bằng 1 bằng 0,05 bằng 28 bằng 16 bằng 34 nhân 0,05 bằng A bằng 0,075. Và B các em nhìn nhé, âm 0,025. Nhìn thấy chưa, âm 0,025. Thầy vẫn lấy. Đến đây thầy đi bảo toàn carbon. Thằng này nhân 2 này, 0,075 nhân 2 cộng với này, thằng này âm nhá, âm 0,025 nhân 1 chỉ bằng 0,075 nhân 2 trừ đi 0,025, 0,125. Tiếp tục nước và toàn hydro. Thằng này nhân 4 cộng thằng này nhân 4. 0,075 nhân 4 cộng với âm 0,025 nhân 4 bằng 0,2. Chia 2 bằng 0,1. Vậy thì tìm được m bình bằng CO2 là 0,125 nhân 44 cộng nước là 0,1 nhân 18. Em ơi, ở ngay trên Google của thầy Huyền Trân nhé, Huyền Trân nhé, ngay trên Google của thầy là có 0,125 nhân 44 cộng 0,1 nhân 18 bằng 7,3 gam. Xem, em thấy chiều này của thầy kinh điển không? Chiều này của thầy có dã man không? Thì em thấy dã man không? Bạn nào thấy dã man chấm cái để coi. Thật là kinh điển và thật là dã man đúng không? Bạn nào chưa kịp xe lại nhanh đi nhá, không bạn đi là biến mất hết tất cả các chiều dã man này vậy. Dã man con ngàn, dã man thịt ngàn luôn, dã man thịt con ngàn, đúng không? Mình có tiếp tục nè, mình có tiếp tục, mình có tiếp tục sang câu tiếp theo. Và câu số 27 nhá. Mới gặp cách này đầu tiên. Bây giờ em đi với thầy cách của thầy mà dã man lắm. Thầy dạy skin này nhiều lần, chính xác với bảo tiền thì dạy skin này rất rất nhiều lần. Nó là đặc trưng của Minh Merlin, đúng không? Tự chọn lượng chất, không phải tự chọn em ạ. Chiều này chiều đếm ẩn, cậu bé lạnh lùng. Tại nhiên được quyền đấy, tại vì học trò thì mình được quyền làm như vậy em ạ. Em chỉ là cần là học, em chỉ cần học sinh của thầy Minh em có thể làm được. Có hết em ạ. 27. Một hydrocarbon X cộng với acid HCl theo tỷ lệ mol 1:1 tạo thành sản phẩm có thành phần khối lượng là cộng 1:1 à. Vậy thầy nhìn này, anh này ăn ken, anh này ăn ken, anh này ăn ken. Được chưa? Dã man không? Đấy, bạn nào mà chưa xe thì xe lại nhanh nhá. Vậy thì đặt A, C, D đều là ăn ken. CN, H2N cộng HCl theo tỷ lệ mol 1:1, vậy nó sẽ tạo thành là CN H2N cộng 1 CL đi. Vậy thì có phần trăm khối lượng của clo là có 35,5 thôi. Chia cho phân tử khối. Đây là 14N này. Cộng 1 này. Cộng 35,5 này. Bằng này 45,223 là 0,45223. Vậy chúng ta tìm là 35,5 chia 0,45223 bằng trừ 36,5 chia 14 bằng 2,999. Nhìn không? Vậy là N bằng 3.
Nâng 3 thì chỉ có thể là C3H6. Trần Duy Anh. Vừa nãy thầy hướng dẫn rồi mà. Chỗ đấy là có 4 ẩn và có 2 dữ kiện, em được quyền gạch đi để làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện. Trần Duy Anh nhá. Câu 28 nào. 28 chúng ta đã chữa lúc nãy rồi. Bây giờ chúng ta lại đi chữa lại câu 28. Độ lặp lại rất cao. Câu 28 nhá, nhìn kỹ nhá. Ba hydrocarbon X Y Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 14, đứa nào xem từ đầu giờ thì nhớ thằng này làm rồi. 14, vậy thằng này hơn thằng này 28. Vậy thì có này, phân tử khối của Z trừ phân tử khối của X bằng 28. Phương trình thứ hai, đề bài nói này, Z gấp đôi X, phân tử khối của Z bằng 2 lần phân tử khối của X. Vậy thầy bấm máy tính giải hệ thì tìm được X bằng 28, Z bằng 56. 28 thì nó chỉ có thể là C2H4, thì anh này là C4H8 và anh ở giữa là C3H6, Y là C3H6. A phải không thầy? Vậy ở đây ta có này, đốt cháy 0,1 mol chất Y. Vậy Y của thầy là C3H6 0,1 mol, thì thu được CO2 và nước bảo toàn carbon 0,1 x 3 bằng 0,3 vào dung dịch CaOH 2 lần dư thì thu được kết tụa CaCO3 0,3. 0,3 mà nhân 100 thì bằng 30. Đáp án đúng, đáp án C. Dã man chưa? Thực phục. Mình sang câu số 29 nhá. Mình sang câu số 29 nhá. 29 à? 29 mới hay. 29 mới hay. Không phải Lâm Đan, Lâm Đan bị nhầm mất rồi. Không sao cả. Thầy nhắc lại với Lâm Đan là một lần sai, là một lần nhớ, không có vấn đề gì hết. Các em ơi, thầy bảo này, thầy hôm nay thì sẽ chữa đến câu số 30, còn câu số 31 và câu số 32 thì thầy có một chút việc, tí nữa thầy sẽ đăng lại giải chi tiết cho các em nhé. Câu 31 với câu 32 nhé, thầy sẽ đăng giải chi tiết sau nhé. Hôm nay thì mình chữa đến câu 30 thôi. Đấy chưa? Bạn nào đồng ý thì chấm cái để thầy biết nhá. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe lại về tường nhá. Câu 29 này, 13,8 gam một chất hữu cơ X có công thức phân tử là C7H8. Tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất trên? Mình nhìn này, C7H8 là thì chuẩn nó phải là C7H16 đúng không? Vậy suy ra bị giảm đi mất 16 trừ 8 là 8 hydro. 8 hydro tương ứng với 4 pi. Tiếp tục nha. Thầy có này, M kết tủa trừ M ankin trừ M X chia cho 107 thì bằng số hydro linh động. Hydro linh động. Vậy thì bằng này, mà kết tủa là 45,9 trừ đi 13,8 chia 107 số mol hydro linh động. Là số mol hydro linh động. Vậy là bằng 45,9 trừ đi 13,8 bằng chia cho 107 bằng 0,3. Suy ra số hydro linh động 0,3 chia cho số mol 13,8 chia phân tử khối của C7H18 cộng 8 13,8 chia N bằng 0,15. 2 kết hợp này, 4 pi này, 2 hydro linh động tương đương với nó có 2 liên kết 3 ở đầu mạch. Lại nhờ Minh Anh giải. Ok không sao. Em vừa mới thi thử xong, đang lo môn hóa, không vấn đề gì cả Huyền Trân ạ. Học thầy là ok hết, cần hết. Vậy bây giờ thì đi vẽ nha. Suy ra bài tập chúng ta là C7H8, 2 liên kết 3 đầu mạch. Mạch C7. 1. Đúng chưa? 2. Đúng chưa? 3 đúng chưa? 4 đúng chưa? Nhìn thấy chưa? 1, 2, 3, 4. Được chưa? 4 được chưa? 4 được chưa? Nhìn thấy kỹ chưa? Thấy có 4 chưa? Còn đang làm nó không? Giả sử còn 4 carbon nha.
không điền đầu lần nữa. Vậy 29 của chúng ta nó phải là 1, 2, 3, 4 này. Đáp án đúng đáp án C, phải là đúng chính xác. Nhớ bài đấy. Các em ơi, trước khi kết thúc ý, thì thầy bảo các em này, hai câu cuối, đáp án ở câu 31 và câu 32 nhé. Đáp án ở câu 31 và câu 32. Các em ạ, thầy sẽ đăng ở bên trong cái nhóm. Nhóm là hóa học cùng thầy Minh Mê Linh. Các em nhìn thấy không? Hóa học cùng thầy Minh Mê Linh nhá. Câu 31, câu 32 giải thầy sẽ đăng ở trong hóa học cùng thầy Minh Mê Linh. Đấy. Ở trong cái nhóm đấy. Để yên thầy xem. Hóa học cùng thầy Minh Mê Linh nhá. Đây. Cái này bị nhầm rồi. Cái này là tìm đâu nhỉ? Đây, thầy search này. Hóa học cùng thầy Minh Mê Linh, các em tìm này. Đấy nhá, câu 31, câu 32 thầy sẽ đăng trong nhóm này. Hóa học cùng thầy Minh Mê Linh 5333 member rồi. Đấy, thầy đăng trong nhóm này. Có rất nhiều câu hỏi trong nhóm này để cho các em cùng tham gia. Đấy. Đây. Thầy muốn thấy cánh tay các em 72 comment này. Đấy, trong nhóm này thầy sẽ đăng rất rất nhiều bài tập tài liệu, bài tập live stream, có cả hỏi đáp, các em nhìn này, bạn Coco này, bạn hỏi này, đã được đáp án luôn, admin này, Minh Anh này trả lời này. Đấy, thì ở trong nhóm này nhá. Chúng ta tiếp tục nốt sang câu số 30. Theo câu 31, câu 32 các em vào trong nhóm nhá. 30 này. 30 câu chốt. Kiến thức lớp 11 tiến thủ nhá. 1,68 lít hỗn hợp gồm 2 hydrocarbon và bình đựng brom dư. 1,68 chia 2,4. 0,075. Một thằng là CXHI. Một thằng là CaHb chưa biết. Và brom dư. Sau khi phản hoàn đúng hoàn toàn 4 gam brom, số mol brom 4 chia 160. 0,025. Thoát ra một khí thì thầy cứ coi là cái khí thoát ra là khí CaHb đi. Là 0,05. Chúng ta lưu ý khí này không tác dụng brom. Vậy chắc chắn 100%. Anh này là CN H2N cộng 2 là ancan. 0,05 thì anh này bằng 0,05. Vậy suy anh này là 0,075 trừ 0,05 thì còn 0,025. Nếu đốt cháy bọn này thì sinh ra khí CO2 số mol bằng 2,8 chia 2,4 bằng 0,125. Được chưa? Vậy hoàn toàn đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình bằng 0,125 chia cho 0,075 bằng chia 0,075 1,666. Lớn hơn 1 mà chắc chắn thằng này là ancan rồi. Thằng này chắc chắn là anken hoặc ankin. Thế thì 1 này chỉ có thể là ancan thôi các em ạ. 1 này chỉ có thể là ancan. CH4. Vậy thì tìm được anh này là CH4. Đúng chưa? Vậy thì tìm được luôn anh này. Thế có bảo toàn carbon. 0,025 nhân x cộng với 1 nhân 0,05 thì bằng 0,125. Vậy thì tìm được x luôn. 0,25 nhân x thì tìm được x luôn. 0,125 trừ đi 0,05 bằng chia cho 0,025 bằng C bằng x bằng 3. Vậy một anh là CH4. CH4 và một anh là C3. Được chưa? Thế C3 mà ta nhìn thấy số mol brom phản ứng chính bằng số mol x, vậy nó chỉ có thể là anken. Vậy nó là C3H6. Ok, các em hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài chấm cái nhá. Các em ơi, hôm nay buổi livestream chúng ta tạm dừng tại đây. Bạn nào muốn đăng ký khóa livestream của thầy và khóa full video để được học trọn bộ skin của thầy thì inbox cho fanpage ngay và luôn nhá. Bye bye, chào tạm biệt các em.